Rồi xin chào quý anh em mến kênh Bonsai VN. Thì hôm nay mình lại tiếp tục mình sang một cái cây từ cái chậu lớn đây. Mà ra đây, đóng đất dơ ơi là dơ luôn. Bây giờ phải lấy hết ra quý anh em cho mấy anh em ta trồng anh coi nè. Trồng vừa thời gian cây nó suy quý anh em, nó không phát triển đâu. Thấy không? Mấy anh em mới coi nè, mấy màu lá của cây vô đất Nhật nó khác, màu lá của cây nó vô đất cát nó thiếu dinh dưỡng, nó không trẻ có gì mà nặng anh em. Nó suy cây đó. Bây giờ buộc phải chuyển vô đất cây giơ me quý anh em. Nhật anh em ha. Bây giờ rửa nè. Mẹ bật giúp motor em ơi. Nhờ mẹ bật motor giùm. Thấy không? Bật motor bắt đầu bây giờ rửa ra rửa thêm, rửa sạch luôn, rửa tỉ lệ đất hầu như là trống hết luôn á. Thấy không? Bật motor lên giờ bơm tưới nè, bây giờ có nước rồi đó, tưới đi, tưới đất ra. Đó, giờ rửa anh em thấy không? Rửa sạch hết luôn nha quý anh em, không có để một cứ một cái gì đó hết á. Anh em thấy đất chảy ra không? Còn đất và đất không mà nó không có phát triển đâu quý anh em ơi. Nó không có nuôi được, nó không có nuôi được cái độ tay chi của nó đâu. Nói chung là mình chơi lúc đầu là tốt mà lúc sau nó suy yếu cây lắm, bắt buộc phải thay lên liên tục. Mà còn đất Nhật thì cái thời gian thay nó lâu, nên mà rửa ra nó cũng rất là nhanh nha quý anh em. Anh em thấy không? Đất rất là bẩn. Đen luôn này, cái đống đất đen luôn. Bây giờ là tiến hành phải rửa ra, anh em rửa anh em cứ mạnh tay cũng sợ cây đây, cây thành phẩm của mình đây đẹp đây mà mình còn rửa rồi mình chưa sợ quý anh em ha, không có gì sợ đó, chơi là chơi thôi, không có gì sợ hết, rửa luôn, rửa sạch luôn quý anh em ha, mạnh tay luôn. Đó, mình thấy nó đây đất giờ ố giờ chảy mà mình coi đóng đất phía dưới mình thấy giờ quá giờ hầu như gọi là rất dơ luôn chứ không phải quá giờ nữa. Hồi nãy là nó một bầu đất ghê gớm lắm, mình rửa xong một nửa rồi bắt đầu mình mới lấy máy quay cho quý anh em xem nè. Chứ không phải như đó không đâu, như đó không là chưa có nhầm nhò gì so với nó đâu. Một cái bầu đất mà anh em coi là nó ghê gớm quá nha, nó gọi là nó cực kỳ bẩn luôn. Giờ rửa ra cho sạch sẽ hết, rồi bắt đầu cái tiến hành là mình vô đất, đất Nhật lại luôn. Một đất Nhật lại đá bùn đít. Thấy không? Mạnh tay làm với nha, bùn không là bùn. Má như anh em chơi thời gian nếu mà anh em mình rửa là nó bị suy luôn quý nha. Còn rửa không mà không cắt rễ nhưng mà anh em thấy đồng rễ non cắt và chết nha quý nha. Nên rửa là gì anh em vô đất Nhật không chết mà anh em rửa mà vừa rửa vừa cắt cái coi chừng là chết á. Mình vô biết bao nhiêu cây này rồi không có vấn đề hết chú nha. Đó, còn đất ở dưới này anh em coi nè. Chưa? Đáng lẽ hai người với anh em, một người thôi đưa khung cho gì nữa. Đó, anh thấy không? Để nó nè, cứ rễ đen hết luôn. Rất là bẩn. Cực kỳ bẩn luôn. Đấy, anh em thấy không? Cây thành phẩm như thế này mà mình còn dám mình chơi rửa sạch trơn chưa sợ chết đâu quý anh em, nên mấy anh em cứ yên tâm, mấy cây nhỏ nên cứ tự xử luôn quý anh em, cứ làm theo video vậy đây không chết đâu. Chỉ có là quý anh em mình vô đất vô cát và vô phân bò phân heo đồ gì đó, hay là anh em vô phân trùng bế trùng gì đó là nó suy cây nó bị hư thôi, chứ còn bình thường mà gì mà biểu nó chết thì năn nỉ nó không chết nổi nha quý anh em. Nhưng mà đừng có cắt rễ nha quý anh em, ở đây cắt rễ cũng là rụng luôn á, chết luôn á, khỏi cứu luôn. Rồi cảm ơn quý anh em đã xin clip nha, quý anh em có gì nhu cầu tư vấn giao lưu các bạn Hải Châu liên hệ với Bonsai VN số điện thoại Zalo 0932411987 nha quý anh em. Cảm ơn quý anh em rất nhiều.